Kính thưa quý vị và các bạn, tôi Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Hôm nay tôi đến Hàn Quốc. Hôm nay tôi quay đây là một cái nhà của mà chị gái tôi, người Hàn Quốc. Tôi muốn làm một cái video liên quan đến sự bất đồng ngôn ngữ. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện về sự bất đồng ngôn ngữ của cá nhân tôi. Đầu tiên là tôi muốn kể cho các bạn nghe về cái sự bất đồng ngôn ngữ giữa tiếng Hoa và tiếng Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, 17 năm trước vào khoảng năm 2000, tôi có dịp đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Thì như các bạn thấy đấy, là trong cái kiến trúc xá thì của tôi thì nó có 6 nữ Philippines thì làm ban đêm và 6 nữ người Việt Nam thì làm ban ngày. Và như vậy luân phiên. Và trong cái nhóm mà 6 người Việt Nam của tôi thì có một cái chị người Việt. Thì vì ở chung với lại người Philippines, cho nên có thể người Việt Nam mình nói chuyện với người Philippines bằng tiếng Anh, hoặc có thể nói qua bằng tiếng Hoa. Tuy nhiên là đa phần là tùy theo cái sở thích, cái thói quen thôi. Một số anh chị thì nói bằng tiếng Hoa, riêng tôi thì nói bằng tiếng Anh. Thì rất là vui. Có một cái bữa thì do chúng tôi đi làm đêm về thì tới 9 giờ, thì các bạn người Philippines thì rất là ồn ào, cho nên chị đó là ở chung tôi, và chị đột ngột chị la lên. Và tôi mới hỏi rằng, chị sao chị la lên như vậy? Chị nói, chứ Thu thấy không là tụi nó rất là ồn ào. Thì sau đó thì tôi mới nói chị có thể nói bằng tiếng Hoa là buổi giao thảo, hoặc là chị nói bằng tiếng Anh là keep silent please, để cho họ biết rằng là họ làm cái gì. Và các bạn thấy đấy, sự bất đồng ngôn ngữ rất là mệt mỏi. Và một cái câu chuyện nữa tôi cũng muốn kể cho quý vị tại Đài Loan. Đó là nhân một cái dịp thì ở Đài Loan thì muốn đi khám bệnh, hoặc đi mua sắm, hoặc đến cửa hàng thì cũng phải xếp hàng. Có một lần là tôi đi bệnh viện thì thấy một cái chị người Việt mình, tự nhiên cái người ta nguyên một cái hàng rồi mình lại xen vào. Thì tôi nghe người Đài Loan họ nói rằng là họ tưởng rằng là người Việt Nam là người Philippines, hay là một cái đại khái là một cái quốc gia nào đó có thể nói được tiếng Anh, thì họ sử dụng là right order. Và khi mà nói như vậy thì người Việt Nam mình cũng không có ý kiến, và họ lại nói bằng tiếng Hoa là phải tuây. Cả hai chữ đều có nghĩa rằng là xếp hàng theo một cái thứ tự. Thế nhưng là thấy người Việt Nam mình cũng cứ thế mà xen vào. Thì đó là một cái câu chuyện là điếc không sợ súng. Hôm nay thì vào năm 2017 này tôi được đến Hàn Quốc. Thì trước khi đi thì cũng có vài từ biết. Vì chị gái tôi thỉnh thoảng thì dịp lễ Tết thì cũng có đi về Việt Nam và sử dụng một vài câu thông dụng của tiếng Hàn. Tuy nhiên là cho tới thời điểm này thì tôi lại cảm thấy ra sự bất đồng ngôn ngữ nó khó khăn, nó mệt mỏi đến thế. Thì trong một cái dịp mà anh rể tôi kêu tôi là chở về nhà chuẩn bị hành lý để mà đem đi đến một cái nơi khác để mà ở, thì chị gái tôi nói rằng là mày đi với lại anh rể đi. Và kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư mà. Thật ra thì tôi rất là thích nói, và đây là một cái gọi là một cái sự kết nối giữa ngôn ngữ và ngôn ngữ. Trên xe thì tôi vừa múa và tôi vừa nói. Tôi nói rằng là con của bà chị gái tôi khi về Việt Nam thì thỉnh thoảng là một số từ Hàn Quốc như là một giọt ha tà, hoặc là bai ly, hoặc là tức là những cái từ rất là thông dụng, hoặc là bóp. Thế nhưng là khi mà chuẩn bị xong cái đồ các thứ đó, thì tôi mới phát hiện ra một cái chân của máy quay này lại không biết là nó nằm ở chỗ nào. Và tôi nhớ là ngày hôm qua là bỏ trên xe. Thì thật ra thì học tiếng Anh có động từ tu quơ, mà tu quơ này thì rõ ràng nói ở cái tiếng Việt thì nó sẽ dễ hơn, và tôi sẽ phải rất là khó khăn, rất là mệt mỏi để mà mô tả cho anh rể rằng là đây là sử dụng cái từ gì. Và thưa quý vị và các bạn, ngay tại cái nhà ở Hàn Quốc này thì một sự bất đồng ngôn ngữ lại tiếp tục tiếp nối. Chị tôi thì đi làm vào ban đêm, tôi ở nhà với cháu vào ban ngày, thì tất cả mọi thứ phải tự thân vận động. Và thế là tôi vào bếp, tôi chuẩn bị những cái thức ăn cho bản thân mình thôi, chứ cháu nó cũng thật ra là gì với cháu chẳng biết tiếng, thì chỉ gặp nhau là cười thôi. Và rất là khó khăn khi tôi đi tìm một cái đường, và một cái ý định nảy sinh là bây giờ tôi sẽ sử dụng từ điển tiếng Việt và sau đó đánh lại tiếng Hàn. Và đó là một cái điều mà hình như khi ở Việt Nam tôi nhớ, nhưng khi đến Hàn Quốc tôi lại quên mất tiêu. Và đó là lần cứu nguy cho bản thân tôi. Và lần thứ hai nữa là chị gái tôi nói rằng là bây giờ là Thu nói với lại anh rể rằng là đi nhà thờ. Thì đi nhà thờ thì mình là người nước ngoài mà, mình đi để mình báo cho anh rằng là bây giờ đi để cho yên tâm. Thì khi mà tôi đi, tôi báo với ảnh rằng là tôi muốn đi nhà thờ. Khổ nổi, người Hàn Quốc thì lại không biết nói tiếng Anh. Và tôi cũng phải thêm một lần nữa sử dụng cái dictionary ở Google dịch đó quý vị các bạn. Và tôi sử dụng từ church, tôi sử dụng từ 7:30. Và thế rằng là tôi đã thành công khi mà tôi báo cáo cho anh rể rằng là anh rể ơi, tôi đã đi ra ngoài và tôi đi đến nhà thờ. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi muốn làm một cái sự bất đồng ngôn ngữ để thấy được rằng giao tiếp giữa người với người rất là quan trọng. Người Việt Nam, các chị tôi khi kết hôn với người Hàn Quốc chắc chắn phải có một cái sự khó khăn khi mà đến nơi xứ người, một cái sự chịu thương, chịu khó, cố gắng để mà tha hương, để kiếm những cái đồng tiền về cho gia đình. Và trong cái sự tha hương đó, có lẽ không như tôi, một cái ngôn ngữ giữa Việt và Việt, thì ở đây chị gái tôi đã vượt biết bao nhiêu rào cản ngôn ngữ đến với chồng. Và có lẽ là chưa nói về cái phong tục tập quán, điều đó cũng rất là xa vời, và những cái ngôn ngữ hàng ngày. Thì cho đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng các chị gái của tôi, một người thì hơn 15 năm, một người thì gần 10 năm đã sống chung với hai người anh, thì có lẽ là họ cũng vừa hòa nhập với một cái điều kiện xã hội. Đó là một cái điều mà bất cứ người Việt Nam mình phải chịu khó khăn. Lý do tại sao tôi làm một cái video này, vì tôi xin cảm ơn các chị, vì có các chị mà tôi có được gửi tiền về, tôi cũng được học đại học. Cũng không giống như ai đó đã nói một cái câu rằng là tất cả những người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đều là ngu. Tôi muốn khẳng định cho quý vị và các bạn thấy rằng điều đó không hề dại. Và một cái sự hy sinh rất là lớn. Người ta bảo là hy sinh đời bố cũng củng cố đời con, nhưng rõ ràng các anh chị, hai chị của tôi đã hy sinh để dành chút những cái ngoại tệ về để cho gia đình. Và tới hôm nay tôi có được một cái nghề, một cái việc học, một cái nghề luật sư để nói chuyện với quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái tâm sự, những cái bất đồng ngôn ngữ trong cái cuộc sống giữa người với người. Và điều đó là một cái rào cản để cho người dễ hòa đồng hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.